sông Hồng. Hoàng Trường Sa vươn tới Biển Đông, hồng ngọc kết tinh quê hương thân tu. Việt Nam nước Việt Nam. Toàn dân dân ý kiến. Chương trình hội luận quan điểm thời sự vì một Việt Nam dân tộc tự quyết. Chương trình được thực hiện vào lúc 1 giờ trưa và 8 giờ tối giờ California mỗi ngày trong tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi và tham dự. Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Hiện tại Võ Thanh Liêm, cư ngụ tiểu bang Queensland, Úc Châu. Xin trân trọng kính chào và kính xin thay mặt cho giáo sư Thanh Hóa và anh Trần Quang Sơn ở Đức Quốc. Xin thân chào và thay mặt cho ông Cao Minh Thông và Nguyễn Văn Quý ở Hoa Kỳ đang có mặt trên diễn đàn. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả của đài truyền hình Global TV cũng như các hệ thống livestream YouTube, Facebook, Nói Thần TV và các đài truyền hình ở Hoa Kỳ 33.1 tại Houston, Texas 27.10. Kính thưa quý khán giả, chương trình hôm nay chúng tôi là toàn dân ý kiến kỳ thứ 592. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày cuối tháng 3, tức là ngày 31 tháng 3 năm 2022. Như thường lệ, hôm nay thì giáo sư Thanh Hóa, anh Đồng Mạc Sơn, Cộng Minh Thông cũng như các cá nhân chúng tôi sẽ đưa ra vấn đề đề tài mà quý vị đã theo dõi trong suốt thời gian qua. Đó là giải pháp nào để cho Việt Nam chúng ta sớm được có tự do dân chủ thật sự. Thưa chào anh Đoàn Phương ở Hoa Kỳ mới bước vào diễn đàn. Xin chào anh. Vâng, bây giờ thì vấn đề mà nói về vấn đề cái tự do dân chủ là một quốc gia nào trên thế giới này cũng phải có để đưa quốc gia đến đó để phồn vinh. Nhưng mà trên đất nước Việt Nam chúng ta, hai chữ tự do dân chủ đã mất đi từ khi Cộng sản cướp chính quyền miền Bắc và khi chính quyền miền Nam sụp đổ khi mà họ đã cưỡng chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vấn đề khao khát tự do dân chủ là điều hết sức cần thiết cho một quốc gia và kể cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên thì thưa anh Sơn, bây giờ thì chắc là chúng tôi cũng không muốn nói dài dòng. Xin anh có thể ở Âu Châu, anh nhận xét về cái cuộc chiến mà Putin đã đem quân xâm chiếm Ukraine. Đến ngày hôm nay thì đã hơn một tháng rồi. Thì cái cuộc xâm lăng đó ngã ngũ như thế nào để chúng ta nhìn dân Ukraine, để cho dân tộc Việt Nam chúng ta, nhất là trong cái giai đoạn này, để nhìn làm bài học, để chúng ta làm sao đấu tranh để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam theo cái nhìn của anh. Xin mời anh Trần Văn Sơn, sau đó thì sẽ anh Đoàn Phương, rồi tiếp tục là sở giáo sư Thanh Hóa. Vâng, xin mời anh Trần Văn Sơn bắt đầu chương trình. Dạ vâng, rồi trước tiên Trần Văn Sơn kính chào tất cả quý khán thính giả đài Global TV, giáo sư Thanh Hóa, hiện tại Võ Thanh Liêm, anh Đoàn Phương và tất cả quý anh trên diễn đàn. Nói đến cái vấn đề Ukraine là cái thời điểm mà chúng ta thấy là vấn đề hết sức là nóng bỏng, tất cả mọi người dân trên thế giới đều hướng về cái vấn đề này. Trong giai đoạn này có thể nó đã làm lu mờ cái thời gian mà nói về con coronavirus Vũ Hán, mặc dù tình trạng lây nhiễm vẫn còn rất là cao. Điển hình như ở tại nước Đức, mỗi ngày con số nó trên dưới 250.000 đến 300.000 người nhiễm vẫn còn tiếp tục. Vẫn như bây giờ ở bên Trung Cộng, ở tại thành phố Shanghai, cái nơi mà có hơn 25 triệu dân đang bị phong tỏa. Nhưng mà nặng nhất vẫn là vấn đề Ukraine. Như chúng tôi đã nhận định, như cái vấn đề nhận định cá nhân, cái cuộc chiến trong suốt hơn 2 năm qua về vấn đề
con virus Vũ Hán là một cuộc chiến tranh sinh học mà Đảng Cộng sản Trung Cộng và Tập Cẩm Bình đã đi gây chiến và đã đi phải đánh tất cả các dân tộc trên thế giới. Nó đã làm cho cái tiềm tàng về kinh tế cũng bị phải nói là hết sức là phải nói là trầm trọng bị ảnh hưởng. Và nhân mạng cho tới ngày hôm nay đã hơn 6 triệu người đã chết vì dịch Vũ Hán. Và con số lây nhiễm đã lên đến cho hơn 800.000 người. Từ dưới hiện tại. Đó. Rồi cái vấn đề virus Vũ Hán cũng chưa xong. Mặc dù chúng ta đã có được những cái thuốc là vaccine để chống lại. Đã đẩy lùi từng bước dưới sự cố gắng của tất cả mọi người trên thế giới. Đặc biệt là các chuyên gia về dịch tễ học cũng như tất cả mọi người trong những cái ngành liên quan về vấn đề y khoa. Thì bây giờ lại tiếp tục thêm một cái vấn nạn cho cả không phải chỉ dân tộc Ukraine, Âu Châu mà cả thế giới đang rất là lo lắng về vấn đề mà Putin và quân đội của Nga đã tấn công trong suốt thời gian qua. Phải nói là đem một cái đoàn quân hùng mạnh có thể gọi là đứng hàng thứ nhì trên thế giới về vấn đề vũ khí để đánh một quốc gia nhỏ hơn mình gấp hàng mấy mươi lần. Mà một quốc gia láng giềng nó có quan hệ máu mủ ruột thịt với nước Nga. Ngay từ đầu chúng ta đã thấy từ ngày 24 tháng 2 cái cuộc tấn công bất ngờ của Putin và quân đội của Nga trên khắp các mặt trận tấn công vào nước Ukraine từ miền Bắc cho tới miền Đông và miền Nam đánh để chuẩn bị trong 48 tiếng đồng hồ, có nghĩa là 2 ngày để mà đến thủ đô Kiev, có nghĩa là Putin sẽ giải phóng nước Ukraine. Nhưng không ngờ cái kế hoạch của Putin đã bắt đầu phải chững lại, rõ ràng dưới sức kháng cự không ngờ của toàn dân Ukraine để bảo vệ đất nước. Đó. Cái tinh thần của người dân Ukraine đã bật dậy và đoàn kết từ lãnh đạo, quân đội cho đến tất cả mọi người dân, trai gái, trẻ già đều một lòng cùng nhau để chống giặc xâm lăng. Giống như cái thời tiền nhân của chúng ta trong các triều đại Đinh Lê Lý Trần Nguyễn đã có những cái cuộc mà phải nói là toàn dân kháng chiến chống quân Mông Nguyên, toàn dân kháng chiến chống quân xâm lược của Hán tộc. Chúng ta một nước nhỏ, rất là nhỏ so với Trung Hoa, mà chúng ta cuối cùng chúng ta vẫn chiến thắng kẻ thù nhiều lần chứ không phải là một lần. Thì ngày hôm nay cái bằng chứng lịch sử hùng hồn nó đã tái diễn lại trên thế giới, đó là Nga tấn công Ukraine. Ban đầu nghĩ là Ukraine thua thảm bại, nhưng mà không ngờ từng bước cho đến ngày hôm nay là ngày 31 tháng 3 rồi, tính ra là hơn một tháng, có nghĩa là qua tuần thứ 5 rồi. Cái tình hình nó thay đổi hoàn toàn. Người dân Ukraine cái tinh thần rất là vững mạnh, tinh thần ý chí quật cường. Lãnh đạo Ukraine từ tổng thống cho đến là những cái vị lãnh đạo ở cấp mà các tiểu bang, vùng miền, các tỉnh, các thành phố lớn, từ những cái thành phố lớn cho đến thành phố nhỏ cũng vậy, và kể cả trong quân đội không có một người nào bỏ hàng ngũ đầu hàng. Đó. Ở lại chiến đấu, người dân cũng ở lại chiến đấu, có những cụ già 70, 80 tuổi vẫn cầm súng để chiến đấu. Và nhiều phụ nữ đã gửi con cho ông bà ngoại, ông bà nội để tiếp tục bên cạnh chồng để chiến đấu. Cho nên cái tinh thần phải nói là hết sức là quan trọng. Tinh thần trong một cuộc chiến là đã quyết định ở 50% có hơn. Đó. Và trong khi đó là quân đội Nga từ từ cái tinh thần trong hàng ngũ quân đội đã bị suy giảm, suy sụp trầm trọng. Quân đội phải nói là đã có những cái vấn đề mà đã náo loạn, rối loạn trong hàng ngũ quân đội ngày hôm nay. Đó. Và kỳ này
Nga đã đưa dốc lực gần 200.000 quân, 192.000 quân qua Ukraine, khoảng 20 tướng lãnh, nhưng mà tới ngày hôm nay thì đã có 7 tướng lãnh đã bị tử trận. Và người ta cũng thống kê rằng là đã trên hơn 15.000 lính Nga đã bị tử trận, và con số mà bị thương vong cho đến ngày hôm nay có thể đã lên hơn 40.000. Mặc dù Ukraine bị những trận bom đạn không quân pháo kích ở bằng những tên lửa, có nhiều thành phố phải nói là như những đống đá dụng. Điển hình là chúng ta xem lại trên những cái đài truyền hình quay trên các mặt trận mà ở tấn công ở một cái tỉnh phía Bắc, ở vùng Belarus đi vào thủ đô Kiev, và các tỉnh ở phía Nam hoặc là miền Đông Ukraine, đặc biệt là cái thành phố Mariupol, cái thành phố vị trí chiến lược hết sức là quan trọng, để nó gần cái bán đảo Crimea, mà Nga pháo kích ngày đêm dùng không quân và tên lửa, và kể cả những cái tên lửa từ ở ngoài là hạm đội Biển Đen. Đó. Vậy mà người dân ở cái thành phố Mariupol không khuất phục, không đầu hàng, mặc dù Nga đó ra những cái là lệnh là quân đội của Ukraine phải đầu hàng, nhưng mà dứt khoát người dân cho đến quân đội và lãnh đạo của Ukraine thà rằng chết để bảo vệ quê hương chứ không đầu hàng. Rồi cái cuộc chiến đó bắt đầu, nó đã nghiêng ngửa từ từ, là quân đội Nga bây giờ suy yếu, cái tấn công vào thủ đô Kiev đã không đi, tiến tới được nữa, và bắt đầu đã rút lui. Và có một số thành phố ở vùng phải nói là quan trọng ngoài thủ đô Kiev, và quân đội Ukraine đã phản công, đã chiếm lại được một số cái vị trí ở các thành phố ngoài, ở bên ngoài quan trọng kế cạnh ở thủ đô Kiev. Và hiện tại bây giờ là quân đội Ukraine từng bước phải nói là tấn công và chiếm lại các thành phố mà quân đội Nga đang chiếm đóng ở vùng phía Nam, như cái tỉnh Kherson, và hy vọng có thể là vấn đề Mariupol quân đội Ukraine cũng sẽ tấn công tiếp tục. Và Ukraine họ đã bắn tên lửa, họ đã tiêu diệt được một số hai cái hạm đội lớn ở vùng Biển Đen nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái cuộc chiến đó đã thay đổi. Lính Nga không có được viện trợ thực phẩm, không có được phương tiện để mà viện trợ súng đạn. Lính Nga lại không được là có nhiên liệu để đổ cho xe tăng, các cái loại xe dụng cụ khí cụ để di chuyển. Cho nên đó là những cái vấn đề mà người lính Nga, có nhiều người đã bỏ và họ đã trốn, và họ đã có thể là ra dùng cái chữ đầu hàng. Đó. Chúng ta thấy rõ ràng cái cán cân của mặt trận ngày hôm nay nó đã thay đổi. Rồi đặc biệt là vấn đề là nội bộ bên trong của nước Nga cũng đang phải nói là rất là xáo trộn. Người dân Nga không có đồng tình cái cuộc chiến xâm lăng Ukraine của Putin. Người dân Nga đã chống đối, phản đối. Họ biểu tình xuống đường, kể cả họ biểu tình trực tiếp trên đài truyền hình. Chúng ta đã thấy. Và có nhiều nguồn tin trong quân đội, từ các tướng lãnh cho đến những người trong các bộ ngành, mà những người thân cận với Putin ngày hôm nay, họ cũng đã có những thái độ đã chuẩn bị chống đối lại Putin hoặc là lật đổ Putin. Với cái nhìn của một số cơ quan tình báo, họ đã nêu lên cái vấn đề đó. Và Putin lại có được cái vấn đề là Putin sống rất quan trưởng, bởi vì những người mà bên cạnh, mà những cái tham mưu của Putin không dám nói sự thật những cái điều đang xảy ra bên ngoài để cho Putin biết về cái sự phải nói là tổn thương, cái sự mất mát, và cái sự phải nói là làm cho cái hàng ngũ quân đội gần như tan rã, mà bên Bộ Quốc phòng và quân đội của Putin, các tướng lãnh không dám nói lên sự thật. Kể cả những người mà cố vấn cũng không dám nói lên điều đó. Trong vấn đề là cả thế giới đang bao vây, cái tình trạng kinh tế tài chính nước ra đang bị kiệt quệ. Thưa với hiện tại, tôi nghĩ rằng Putin cũng không có biết rõ lắm. Bởi vì Putin trong cái tình trạng hoang mang, ảo tưởng và đầu óc phải nói là
của Putin lúc này đó là bấn loạn, có thể là nói như vậy. Cho nên trong cái vấn đề ngày hôm nay để mà trực diện, để mà giải quyết vấn đề không có phải là đơn giản. Putin có thể làm liều nhiều chuyện. Cho nên tất cả mọi người, người ta cũng đang rất là lo ngại. Mặc dù là ngày hôm nay là có những cái cuộc đàm phán là có thể đi đến cái bước tiến bộ hơn một chút. Đó là cái ngày hôm 29 tháng 3 vừa rồi, cái cuộc đàm phán ở tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên đàm phán đã có một bước tiến tốt hơn và hy vọng có nhiều cái tiến triển, đó là ngưng bắn để chuẩn bị cái vấn đề, nói đến cái vấn đề Nga phải rút quân và đưa ra những cái điều kiện quan trọng để đi đến cái vấn đề lập lại hòa bình. Đó. Nhưng mà đạn pháo vẫn bắn tiếp tục một số cái thành phố ở cái vùng phía đông, kể cả một vài nơi ở các tỉnh phía bắc và đặc biệt là miền nam, cái thành phố lớn nhất mà đang bị pháo kích thường xuyên mà nặng nề nhất đó là thành phố Mariupol, thành phố cảng. Đó, cho nên người ta rất là hoài nghi. Đó, nhưng mà trên phương diện nào đi nữa, trong cái cuộc chiến cũng phải ngồi trên cái bàn hội đàm đàm phán để giải quyết chiến tranh, chứ không phải giải quyết chiến tranh ở ngoài mặt trận. Đó là điều tiên quyết. Cho nên người ta cũng tin rằng cái cuộc đàm phán nó sẽ đi đến một bước xa hơn nếu như mà Putin và quân đội Nga chịu rút quân, thì sẽ đi đến cuộc đàm phán kế tiếp, có thể là các cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng ngồi lại với nhau. Và có thể bước thứ ba mà theo đề nghị của Tổng thống Zelensky là Tổng thống Zelensky Ukraine sẽ trực tiếp nói chuyện về vấn đề Ukraine và nước Nga với Putin. Trong cái điều kiện tiên quyết mà để giải quyết vấn đề là ngay từ bây giờ, là nếu như đồng ý là Nga phải rút quân và Ukraine sẵn sàng chấp nhận đi đến trung lập, không vào NATO. Nhưng mà Ukraine cũng phải được bảo đảm là vào trong cái Liên Hiệp Âu Châu. Và cũng phải bảo đảm được an ninh thật vững chắc cho Ukraine theo đúng cái điều 5 của cái hiến chương của NATO. Đó là phải có bảo đảm của 10 nước đồng bảo đảm, để phải nói là cùng ký tên, cùng bảo đảm chắc chắn 100% cho Ukraine. Trong đó có Hoa Kỳ, có Trung Cộng, có Anh, Pháp, Đức, có Thổ Nhĩ Kỳ, có Do Thái, đó, và kể cả có nước Nga. Đó. Và Ý đại loại trong đó luôn, là phải bảo đảm vấn đề đó. Nhiều vấn đề lắm, nhưng mà phải bảo đảm hoàn toàn, chứ không phải như cái hiệp ước trước đây mà cái người tiền nhiệm tổng thống của Ukraine ký với Putin trong vấn đề mà Ukraine là phi hạt nhân ở, ký ở Budapest. Đó là một tờ giấy lộn mà Ukraine, đó là lấy một bài học đau thương. Ngày nay nước Ukraine không cho phép. Và khi tất cả những điều đó xảy ra là Ukraine cũng phải trưng cầu dân ý. Và các quốc gia ký tên bảo đảm cái vấn đề an ninh cho Ukraine cũng phải thông qua quốc hội cả quốc gia đó. Đó là điều tiên quyết. Ukraine đưa ra những cái điều kiện hết sức là chắc chắn. Cho nên tôi tin rằng đất nước Ukraine dân chủ, tự do và dân tộc tự quyết, họ sẽ không bị Nga lừa gạt một lần nữa, và thế giới không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ khi Nga tấn công một lần nữa. Đó là điều chắc chắn. Tôi cho rằng vấn đề Ukraine, từng bước Ukraine sẽ là người chiến thắng trong vinh quang, còn Putin và nước Nga phải bị bại trận, rút quân trong cái thế mà gọi là rất là nhục nhã. Nhưng mà người ta cũng nghĩ rằng cũng nên tạo những cái điều kiện để làm đỡ mất mặt trong cái thế thua của Putin. Đó là cái vấn đề cũng được cân nhắc. Putin cũng gây ra những cái đòn mà phải nói làm cho Âu Châu rất là căng não. Putin đã biết rằng Âu Châu lệ thuộc vào vấn đề nguồn khí đốt, gas và dầu khí. Cách đây hai hôm là đã đi đến cái vấn đề là chèn ép cả một khối Âu Châu, là đến ngày 31 tháng 3 này mà cái vấn đề mà không chuyển tiền để mua gas và dầu hỏa bằng đồng rúp
thì Nga sẽ cắt hết các đường dây. Thưa với hiện tại. Cho nên cả Âu Châu mà đặc biệt tôi đang ở nước Đức trong tình trạng báo động khẩn cấp cho người dân. Chính quyền Đức, ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và ông Thủ tướng của nước Đức đã lên đài truyền hình nhiều lần để thông báo cái vấn đề này để cho người dân để chuẩn bị cái tinh thần. Nhưng may mắn ngày hôm nay, sáng hôm nay tôi đọc cái bản tin của đài truyền hình Đức thì chính Putin đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Đức là đồng ý tiếp tục cho nước Đức và Âu Châu trả tiền mua gas và dầu hỏa bằng đồng euro. Thì chứng tỏ rằng Putin không có đồng euro, đô la Putin chỉ có chết. Đó là cái thế bắt chẹt không được. Cho nên cái tinh thần dân tộc tự quyết ngày hôm nay không chỉ có ở Ukraine, mà người dân Âu Châu đã học được tinh thần đó. Và đặc biệt là Đức, một nước giàu như vậy đó, mà cuối cùng khi Ukraine nó xảy ra chiến tranh mới biết rằng là nước Đức lệ thuộc, cái nạn lớn, cái vấn đề vấn nạn lớn nhất là lệ thuộc về năng lượng bởi Nga. 45% gas và dầu hỏa là Đức đã mua từ Nga, thưa với hiện tại. Nặng rề, ghê lắm chứ không đơn giản. Về an ninh cũng vậy. An ninh trước đây là nước Đức là thấp nhất có thể trong vấn đề mà cái trả tiền vào trong cái khối NATO. Đó, thưa với hiện tại. Có nghĩa là nước Đức trong vấn đề quốc phòng cũng rất là yếu. Cho nên sau cái chiến sự Ukraine ngày 24 là ngày 27 tháng 2 là cái phiên họp quốc hội khẩn cấp của nước Đức để mà đổi lại cái vấn đề cái hiến pháp có cái sự thay đổi, phải nói được rất là nhanh chóng trong vấn đề mà để cứu nguy cho đất nước, là bộ quốc phòng của Đức được phải nói là đầu tư trang thiết bị lại và bộ quốc phòng nước Đức được xây dựng thật là nhanh lại để mà có đủ sức để kháng cự. Đó. Nói chung là nước Đức về vừa qua cũng có bài học kinh nghiệm ngủ mê, ngủ quên và phải nói là dùng cái chữ gọi là ngủ sai trên cái vấn đề mà bình yên của mấy mươi năm qua sau đại dịch thế chiến. Vấn đề an ninh và vấn đề năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào thế giới bên ngoài. An ninh là phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Cứ để cho Hoa Kỳ. Còn năng lượng là để cho Nga. Cuối cùng giờ này nước Đức cũng học bài học đó, thưa quý vị. Không phải chỉ có một số nước nhỏ của chúng ta học hỏi như Đài Loan hay Việt Nam hay các nước láng giềng của chúng ta đang nằm bên cạnh cái anh chàng khổng lồ, tham lam và tàn nhẫn vô nhân đạo, vô tận đó là Trung Cộng. Đó, ý tôi muốn nói. Cho nên ngày hôm nay, nếu như trường hợp vấn đề Ukraine, chúng ta đã nhìn thấy người dân Việt Nam của chúng ta mặc dù cũng bị bưng bít, nhưng mà cái mạng lưới thông tin ngày hôm nay về Internet của toàn cầu, người dân cũng đã tìm hiểu rất là rõ ràng về vấn đề cái chiến sự Ukraine. Và kể cả chính quyền Cộng sản Việt Nam, họ cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Làm sao để mà chúng ta vượt lên cái nỗi sợ hãi? Làm sao chúng ta phải đem lại được cái tinh thần dân tộc tự quyết cho toàn dân, chứ không phải chỉ có một nhóm lãnh đạo cướp lấy cái tinh thần dân tộc tự quyết của người dân. Người dân Việt Nam ngày hôm nay, Đảng Cộng sản phải trả lại hết tất cả cái dân, tinh thần dân tộc tự quyết đó, cái quyền tự quyết đó, để mà quyết định cái vận mệnh của đất nước. Nếu như ngày hôm nay, thưa với hiện tại, trường hợp Ukraine đã được cả thế giới, cả cộng đồng Âu Châu giúp đỡ. Bởi vì nước Ukraine là một nước dân chủ. Cái người tổng thống và chính quyền được bầu lên bởi cái chính quyền dân cử do người dân bầu lên. Nó hợp hiến, hợp pháp, nó hợp với lòng dân ý trời, hợp với quốc tế. Cho nên khi xảy ra cái cuộc chiến tranh này ra, là Ukraine có được tất cả bạn bè, có bao nhiêu phải nói là người thân quen của trên toàn thế giới. Nói chung là chúng ta nói như một gia đình vậy đó. Họ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà riêng Việt Nam,
Việt Nam ngày hôm nay chỉ có cái đám lãnh đạo thôi, còn người dân bị chèn ép hết tất cả và phụ thuộc vào hết tất cả mọi vấn đề với Trung Cộng. Và trong suốt thời gian qua, Bộ Quốc phòng quân đội của Việt Nam Cộng sản là phụ thuộc vào toàn bộ tất cả là khí tài, quân cụ, súng đạn, tất cả mọi thứ vào, phải nói là Nga, Xô, Liên bang Xô Viết cũ và bây giờ là nước Nga, thế giới hiện tại. Nếu như mà tình trạng này xảy ra, theo như cái kế hoạch của Putin và Tập Cận Bình, Trung Cộng đánh chiếm Việt Nam rất là nhẹ nhàng, dễ dàng hơn là Nga đang đánh Ukraine. Bởi vì vấn đề ngày hôm nay đó là Việt Nam theo cái kế hoạch, theo sách trắng của Bộ Quốc phòng 403050 gì đó thưa với hiện tại, thì không có cái không nào mà còn nữa hết, có nghĩa là không ai giúp đỡ đó, thì không có một liên minh, không có đồng minh, và tất cả những vũ khí đạn dược của Việt Nam ngày hôm nay nhìn qua cái lăng kính cụ thể là vũ khí của Nga, rất là phải nói là không ngờ cả thế giới nhìn thấy vũ khí của Nga rất là phải nói là lạc hậu. Trên 60% tên lửa và những cái loại mà bom ở của không quân máy bay đánh xuống Ukraine, gần 60% là không nổ hoặc là cái sức công phá không có, và hình như là gọi là đạn lép đó thưa với hiện tại. Có nghĩa là đạn dược của nước Nga là nó như một cái đống rác vậy đó. Tôi nghĩ là cái những cái loại này cách đây mấy mươi năm rồi, bây giờ đem ra sử dụng nhưng mà nó không còn có cái kết quả đó. Vì vậy cho nên vấn đề nếu mà nghiêng ngửa thấy Việt Nam vũ khí đạn dược là phải nói là không thể áp dụng được lâu, không đánh được nổi Trung Cộng. Trung Cộng nói vậy đó chứ nó hả, hiện đại, rất là hiện đại so với trong vấn đề là vũ khí đạn dược và quân đội của Trung Cộng là lớn hơn gấp nhiều lần so với cái quân đội của Cộng sản Việt Nam. Rồi không có được lòng dân, người dân không có thể nào mà làm bật dậy được lòng dân trong cái tinh thần dân tộc tự quyết. Người dân bị chèn ép, bị đè bẹp như những người nô lệ trong cái tinh thần đó. Người dân đang chống đối lại cái chính quyền Cộng sản nữa. Thì làm sao lấy được lòng dân để kêu gọi lòng dân cùng nhau đoàn kết với một chính quyền hiện tại đang chống lại quân thù. Chúng tôi chưa muốn nói là rất nhiều lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện tại họ là thái thú nội địa. Họ đang chuẩn bị cái tinh thần nếu mà Trung Cộng tấn công qua, họ dọn đường để mà càng nhanh để mà cho Trung Cộng chiếm Việt Nam trong thời gian ngắn nhất. Đó là những cái vấn nạn hết sức rồi, là phải nói là đau thương cho dân tộc. Vì vậy, ngày hôm nay, người dân ở trong nước Việt Nam của chúng ta nên nhìn cái hình ảnh của Ukraine và cũng phải nghĩ rằng cái tương lai vận mệnh của đất nước Việt Nam nó sẽ đi về đâu. Quyết định vận mệnh của đất nước là phải là toàn dân, phải do người dân chứ không phải do một nhóm lãnh đạo, phải nói là rất là phải nói là ngu xuẩn, xuẩn động, chỉ biết lo cho mình chứ không biết lo cho toàn dân, biết lo cho đất nước. Đó là điều mà phải nói là đem đến cái thảm bại cho Việt Nam nếu như Trung Cộng tấn công. Mục đích của Trung Cộng ngày hôm nay là có hai điểm để tấn công, là một là Việt Nam, hai là Đài Loan. Nhưng mà trên cái nhìn của nhiều vị khán thính giả, họ cũng cho tôi biết rằng nếu đánh Đài Loan cũng rất là khó. Bởi vì Đài Loan nó phải qua một cái eo biển trên gần 200 cây số và phải qua một cái chặng bảo vệ đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn và kể cả Úc. Không đơn giản. Và người dân của Đài Loan 23 triệu dân với một cái sự lãnh đạo phải nói là
tuyệt vời của một vị tổng thống đó là bà Thái Anh Văn. Thật sự yêu nước nồng nàn và phải nói cái tinh thần dũng mãnh không thua gì tổng thống Zelensky của Ukraine. Và vũ khí của Đài Loan ngày hôm nay phải nói là cũng rất là hiện đại, đã trang bị tất cả những loại vũ khí tối tân từ Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Âu Châu. Cho nên cái tinh thần, ý chí chiến đấu, vũ khí đạn dược chưa hẳn là Trung Cộng dám đánh được Đài Loan đâu, và có thể đi đến thảm bại còn tệ hơn mà Putin và quân đội của Nga đang tấn công Ukraine. Chỉ duy nhất là vấn đề Việt Nam. Cái mạng sườn tất cả các nơi ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, những cái nơi đó là Trung Cộng đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự hết sức là to lớn đang ghim vào Việt Nam. Và trên đất nước Việt Nam, những cái vùng đặc khu Trung Cộng đã nằm đầy trên đó. Đó là những vấn đề ngày hôm nay tôi muốn góp ý, những cái điểm hết sức là bi quan cho đất nước của chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Đó, người dân phải đòi lại cái tinh thần dân tộc tự quyết, đòi lại cái quyền dân tộc tự quyết, đòi lại cái quyền sống của mình. Từ đó lại làm sao thay đổi cái chế độ này để có một chế độ dân chủ thật sự, tự do thật sự. Từ đó cái lá phiếu người dân sẽ bầu chọn những gì lãnh đạo tài ba cho đất nước, giống như ở đất nước Ukraine ngày hôm nay, thì mới có thể là vượt qua những cái sóng gió mà cái sự đe dọa hàng ngày giờ đối với một nước láng giềng khổng lồ Trung Cộng. Chứ không thể nào để cho đảng Cộng sản mà họ nói là họ bảo đảm tất cả để họ lo cho sự tè vẹn toàn lãnh thổ đất nước, bảo vệ cho người dân. Tôi nghĩ là không bao giờ có. Đó là ý kiến trình bày của tôi trong cái phần nói chuyện hôm nay. Để gửi mic lại sự hiện tại, để kính mời các vị diễn giả khác. Xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Vâng, xin thật cảm ơn anh Trần Văn Sơn. Thật sự thì trong câu phần anh trình bày mà có đâu mà có câu mà tôi thấm thía đến ông bà. Đầu tiên chúng ta nói là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh đó. Là cái câu nói hồi nãy anh Sơn trình bày là cái người đàn bà, phụ nữ của người dân Ukraine đó, giao con cái của mình để cho ông bà nội, ông bà ngoại coi chừng để ra chiến trường để cầm súng đó. Thì tôi thấy rõ ràng ông bà tổ tiên chúng ta không biết tại sao mà có những câu mà nó trong dân gian nó rất sức hết sức là ý nghĩa. Và rõ ràng chúng ta thấy nói không phải là nói là định nó chơi thôi, mà rõ ràng chúng ta lịch sử phải nói là ta nhắc tới hai bà Trưng, bà Triệu, mà tên đổi mà cái lịch sử Việt Nam chúng ta mà là tổng thống Donald Trump mà cũng phải học, cũng phải hiểu luôn. Mà khi ông đến Việt Nam ông đọc một cái bài diễn văn thì ông nhắc đến hai bà Trưng. Thì thật sự cái câu nói của anh Sơn hôm nay tôi rất thấm thía. Và ông bà tổ tiên chúng ta đặt cái câu mà giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Mà hình như là có câu thứ hai nữa là gì? Tôi nhớ và không làm là thất phu hữu trách. Tức là khi mà có chuyện rồi thì mọi người trong thành phần xã hội là cùng nhau phải có trách nhiệm, chứ không thể chuyện đó giao cho anh, giao cho ai đó, mà chuyện đó tôi ngồi tôi thờ ơ tôi dọn. Vâng, cảm ơn Sơn quan đã trình bày rất là ý nghĩa mà tôi muốn lặp lại trong cái vấn đề đó. Bây giờ thưa anh Phương, anh cũng thể giúp ý kiến chia sẻ trong 5-10 phút. Và sau đó phần còn lại là giao cho giáo sư Tân Quá để kết thúc chương trình của mình hôm nay. Xin mời anh Đoàn Phương. Cảm ơn hiện tại cho tôi được tham dự. Và kính chào giáo sư Thanh Quá, anh Trần Sơn, anh Cao Minh Thông, anh Nguyễn Phi, anh Phạm Văn Cương, anh Quý và tất cả anh chị em hiện diện trên đài. Và tôi cũng kính chào ông bà, cô bác, anh chị em trong và ngoài nước. Và, thưa hiện tại, sau qua cái lời trình bày của anh Sơn, nói là dân tộc Ukraine một mất một còn, hy sinh đến giọt máu sau cùng, điều đó rõ ràng. Nhưng là bởi vì tại sao? Theo cái phần góp ý của tôi với sự thiện cận của tôi, là bởi vì trước đây Ukraine nó đã có sáp nhập và sống với chế độ cộng sản của Nga, cho nên nó hiểu rõ cái thâm độc và cái sự tàn bạo của cộng sản như thế nào. Cho nên bây giờ nếu mà sáp nhập trở lại cộng sản thì chỉ có chết mà thôi. Mà nó đã thấy tách rời ra khỏi là 20-30 năm nay thì nó sống như thế nào, sự hạnh phúc ấm no như thế nào, còn trước đây sống với cộng sản như thế nào, thì dân tộc Ukraine nó đã phân tích
mà hầu hết trên cả thế giới cũng đều phân tích thấy rõ ràng. Cho nên sau khi mà Nga trở lại, quay trở lại muốn thôn tính Ukraine đó, cho nên dân tộc Việt Nam thề một mất một còn, điều đó không sai. Mà chính mình bây giờ cũng không thể nào chấp nhận, cũng phải hy sinh cho đến giọt máu sau cùng. Đó là cái phần của Ukraine. Bây giờ trở lại Việt Nam. Dạ thưa, khi tôi còn ở trong tù, tôi đi làm mướn cho công trường á, làm mướn cho Việt Cộng đó, ngang nó đưa đi đó, nó làm mướn cho nó đó. Thì vô cái đó là ông già của cái tên giám đốc đó mới nói ngay với tôi và hai anh nữa, nói chúng tôi tưởng đâu mấy chú ra giải phóng cho chúng tôi, chứ nào ngờ đâu mà miền Bắc phải vào miền Nam, mấy ông không biết đâu. Rồi đây sẽ chết dần chết mòn. Mà à, lúc đó nói vậy thôi chứ thật ra mà ai nói là nói thì mà lặng thinh mà nghe thôi chứ đâu có dám nói, từ tù mà, ở trong tù mà. Thì thưa, cái câu đó là không sai. Nhưng mà tại sao dân tộc Việt Nam mình phải chịu như thế này? Đúng, ai cũng quán trách cái chế độ cộng sản, nhưng cũng có một phần mình cũng phải thăng thắn mà nói. Đừng có nói chi, có rất nhiều người ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản, chứa chấp cộng sản. Mà ở trong đó có những cái ngôi chùa cũng vẫn chứa chấp cộng sản. Và có những có thể không thể nào nói được hết á. Cho nên tưởng đâu là cộng sản thiên đường. Còn đến ngày hôm nay, tới 75, mà xa vào cái cạm bẫy của cộng sản đó, mới ngã ngửa ra, mới biết như thế nào là trời cao đất dài, mới biết thế nào là cộng sản, mà mới biết thế nào là mình tự do. Thì giờ này ăn năn đã muộn màng rồi, bởi vì cái chồng của nó, cái chồng kim cô của cộng sản chồng lên đầu có mấy cái tên mà chớp bu đó, và lệ thuộc với cái sự mà độc tài khắc nghiệt của cộng sản đó, tháo ra nó không phải là dễ, rất là khó khăn, chứ không phải mà nói một sớm một chiều được đâu. Đừng nói chi ai bây giờ, hiện bây giờ nè, dân chúng á, thì nó đã cướp bóc giành giật đất đai nhà cửa, thì cái đó ai cũng đều biết hết rồi. Còn cái đám quốc danh gọi là thầy chùa Hổ Mang đó, đáng lý tôi không dám, tôi không nói câu nói này ở trên đài, nhưng mà buộc lòng tôi phải nói. Tưởng đâu là theo chế độ cộng sản ngon, hồi trước vô rồi nó coi chả ra gì, cái đám sau này hiện bây giờ và thời gian khoảng 10 năm trở lại đây làm cho cộng sản biết là bao nhiêu tiền. Mà cách đây 3 năm trở lại có những cái chùa nó vô trong đó hàng mấy trăm tỷ, chứ không phải nói là 1-2 tỷ đã chia chác rồi mà nói như vậy đó. Rồi tới chừng lại rút tiền thì không còn một cách ăn xôi. Cái đó tôi nói sự thật chứ mà chắc hiện tại hiểu hơn tôi như cái đó nhiều hơn. Vừa rồi đây là có một sư Hổ Mang, nó chịu không nổi, sau đó không biết nó xuất thế, nó thảo luận ở trong cái chùa, nó chỉ lấy có 1 tỷ mà thôi. Thì đi khi mà đến nhà băng đó thì không còn cách nào hết đó. Thì mới dở lẽ ra là cái người mà giám đốc nhà băng đó nói cái mà giám đốc cũ đó lúc mà gửi tiền đó thì nói giờ đi đâu rồi, rồi hỏi giám đốc mới thì giám đốc mới nó không biết, mà hắn chỉ nhận cái ngày mà bàn lãnh của cái ngân hàng đó thì ông ta chỉ có cái danh sách đó mà thôi. Thì lúc bây giờ cái tên Hổ Mang nó mới đi thưa thì công an nó cũng đến dự. Mà nó hỏi câu này rất là ngọt ngào. Ủa thầy tu làm gì thầy có tới bạc tỷ dữ vậy? Mà ai cho? Thầy về thầy làm cái đơn đi rồi đến đây xử. Nhưng mà thế rồi nói chơi cho nó vui vậy thôi chứ chưa bằng mình ngồi trên tiệc trà mình trà dư tủ hậu nữa. Giờ thưa với quý vị, bây giờ mới sáng con mắt ra với cái thảm trạng mà dầu sôi lửa bỏng, ai cũng đau lòng xót dạ hết chứ. Nhưng mà chẳng qua tại dân tộc của mình một phần nữa, chứ đừng có nói
đừng có đổ thừa cho thế giới, mà đừng có đổ thừa cho chế độ cũ, cũng có một phần, thì nhiều phần mới góp lợi trở thành một lý do. Đó. Trải qua một cái thời gian dài, hiện bây giờ trong hiện tình đất nước đó không còn cái gì hết. Những người có tiền gửi ra, mấy người người ta bán đất bán đồ ra, nó cũng được 1-2 tỷ, thì người ta gửi vô để lấy cái lời người ta xài. Nhưng mà than ơi, giờ này không còn cắt ăn xôi đó, bây giờ mới cạn cùng, mới biết như thế nào, mới liên tiếp lợi Việt Nam Cộng Hòa thì nó đã muộn màng rồi. Cũng như cái đài này, và hiện tại cũng đã thường cùng tất cả anh em thường nói bây giờ ta phải lấy lại, thì cái tự do và cái quyết định để mà sống, để mà được cái tự do, để mà được là tránh khỏi cái ách thống trị của cộng sản đó, nó cũng khó lắm chứ không phải chuyện dễ. Nhưng khó gì khó, cũng không cũng với cái sự quyết lòng, quyết tâm, quyết chí mà tất cả tập trung lại, thì cũng tôi thấy cũng không có gì đâu mà khó. Đó. Thì cái bờ này, cái bờ vực thẳm cộng sản đã tới rồi, nhưng mà còn thử hỏi toàn dân có đứng dậy hay không, cái đó mới là cái quyết định sau cùng. Mà nếu toàn dân đứng lên quyết định vận mạng cho mình thì tôi thấy không có gì khó hết chứ. Thì tôi xin trả mic lại cho hiện tại. Thưa, cảm ơn Đoàn Phương. Vâng, kính thưa giáo sư Tân Quát, sau khi trình bày qua hai vị là Trần Văn Sơn với Đoàn Phương, thì trước khi mời giáo sư mở hình để mà phát biểu ý kiến trong vòng 15 phút còn lại đó, thì giáo sư đã bắt đầu, giáo sư đã có mặt rồi. Đang uống viên thuốc. Dạ. Chào lão bá. Ok, quá thưa quý khán thính giả, 100 tuổi rồi mà bây giờ thì cũng 11 giờ bên Âu Châu rồi, mà trời giá lạnh 2-3 độ âm vậy, mà cũng lên đài để nói chuyện. Trân trọng kính mời giao diễn đàn lại cho giáo sư, 15 phút còn lại của chương trình. Trân trọng kính mời. Vâng, dạ, trước hết chúng tôi xin kính chào quý vị khán thính giả của Global TV, cũng như là quý vị khán thính giả của các đài truyền thông khác trong và ngoài nước. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị có mặt trong diễn đàn ngày hôm nay. Qua cái phần trình bày của ông Trần Văn Sơn, chúng ta đã thấy cái tình trạng của cái đất nước, cuộc chiến của Nga và Ukraine là một cái bài học cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi rất đồng ý cái quan điểm của ông Trần Văn Sơn là nếu sau này được tàu mà nó đánh Việt Nam thì nó không có tốn một viên đạn như là cái đoàn quân của Nga đã đem 200.000 quân đi đánh Ukraine, tốn bao nhiêu là khí giới mà không có thành công. Bởi vì cái thứ nhất, thưa quý vị, là cái mật ước thành đô năm 1990 nó đang còn tồn tại. Cái thứ hai, từ Bắc chí Nam, cái dân tàu trá hình, quân đội của tàu nó trá hình trên lãnh thổ của Việt Nam quá nhiều từ Bắc chí Nam. Thứ ba, nó đã chặt cái Việt Nam của chúng ta là làm ba khúc rồi. Một là ở cái Vân Đồn, thứ hai Bắc Văn Phòng, và cái thứ ba là cái Phú Quốc. Cái ba cái mật khu này, tức là nó chặt cái dân tộc Việt Nam của chúng ta ra ba khúc như vậy. Lực lượng nào có thể nối tiếp với nhau của quân đội Việt Nam để mà đánh đổ được tàu cộng? Do đó, thưa quý vị, đây là cái điều đất nước Việt Nam phải nói rằng là đến cái cận kề của cái sự tàn hoang rồi. Nhìn thấy cái tình trạng như vậy, cho nên bây giờ ở ngoại quốc cũng như ở trong nước có những cái nhân vật đang đứng lên để kêu gọi bà con chúng ta đi vào phong trào để tổ chức một cái cao trào
một cái cao trào, nó là một chiến lược và chiến thuật rất quan trọng đối với dân tộc Việt Nam để đương đầu với tập đoàn cộng sản. Cái chiến lược đó chính là cái hội nghị dân tộc tự quyết, thưa quý vị. Và sở dĩ tôi nói nó là cái cao trào mà nó không còn là cái phong trào bình thường nữa. Cao trào là một cái trào lưu cao nhất, tuyệt đỉnh nhất, không còn cái mức nào bằng cái mức đó nữa. Cho nên mới gọi là cao trào. Chính vì vậy, thưa quý vị, thực hiện được cái này là chúng ta thực hiện mục đích của chúng ta thực hiện cái gì? Để người dân Việt Nam có một cái tinh thần tự quyết, có quyền ở trong cái đất nước Việt Nam. Và khi người dân có quyền ở trong cái đất nước Việt Nam, khi xảy ra cuộc chiến, người dân mới sẵn sàng tử thủ, tử chiến để bảo vệ đất nước. Còn nếu trong hiện tại, ở dưới cái chế độ cộng sản, cái tập đoàn cộng sản như quý vị diễn giả khác đã nói, họ chỉ là cái thành phần thái thú của bản địa mà thôi. Cái bọn thái thú bản địa có nghĩa là cái bọn thái thú nó không phải ngày xưa ở dưới cái thời kỳ Bắc thuộc là do các cái quan từ nước Tàu cử tới. Còn ngày nay cái bọn lãnh đạo Việt Nam trở thành cái bọn thái thú của Tàu, là người dân của nước Việt Nam, cho nên mới gọi là thái thú bản địa và sẵn sàng dâng hiến cho Tàu. Như quý vị đã thấy, với cái tài sản hiện nay ở trên thế giới, người ta nói tỷ này, tỷ phú nọ, tỷ phú kia, trong khi đó Việt Nam, hãy nhìn lại Liên Xô, cái đất nước Nga ngày nay, người ta đều nói rằng ông Putin là một nhà tỷ phú giàu nhất ở trên thế giới. Số tiền của ông ta ít nhất phải có 400 tỷ. Chứ không phải là con số ít. Và cũng vậy, cái đất nước Việt Nam của chúng ta, thành phần tỷ phú bây giờ của Việt Nam là ai? Là cái thành phần lãnh đạo của tập đoàn cộng sản thôi. Ngoài đó không còn ai hết. Người dân đen, ngu khu đen, không có ai có thể được những cái chuyện đó hết. Cho nên tất cả những cái tài sản của dân tộc Việt Nam rơi vào cái bàn tay, rơi vào cái hậu bao của cái tập đoàn cộng sản lãnh đạo. Thì thưa quý vị, làm sao bà con không chết đói? Đến giờ phút này, bà con ở những cái miền xa xôi, ngay cả trong cái thành phố Sài Gòn, kể cả cái bệnh viện Chợ Rẫy, các nhà thiện nguyện vẫn phải đi mua mỗi lúc 200 cái ủ mì thịt heo quay, đóng thẳng bịch vào để rồi đưa vào giúp cho những bà con đang nằm ở trong đó, mà đưa thân nhân đi bệnh viện, kể cả một số bác sĩ cũng phải hưởng nhận cái số quà đó, thưa quý vị. Đó là một cái tình trạng đất nước của chúng ta nó đau xót đến mức như vậy rồi, tức là đến cái ngày tận cùng mà tạo hóa đã giúp cho dân tộc Việt Nam cũng như giúp cho thế giới ngày nay. Nếu nói về tâm linh, quý vị thấy trong cái cuộc chiến của Ukraine, tạo hóa đang giúp cho cái thế giới tự do có một con đường sống, là để những cái bộ mặt lưu manh của những cái tên độc tài, những cái tên ác bá nó xuất hiện dần dần như Putin phải xuất hiện, và có những cái nhà
Người ta đã khẳng định rằng vào khoảng tháng 7, tháng 8, Putin sẽ chấm dứt cuộc đời. Và thưa quý vị, không biết có đúng hay không, cái nhà tiên tri đã nói như vậy. Bởi vì họ là những cái thành phần từ trước tới nay đang mang một cái giả dối, lừa thầy phản bạn, lừa đất, lừa trời, lừa con người, lừa nhân loại, để làm những cái vơ vét hết tất cả những cái tài sản và cái quyền uy của mọi người dân vào trong cái tay của mình. Thì ngày nay cái bộ mặt thực của Putin đã lòi ra. Cũng vậy, Tập Cận Bình đâu có thua kém gì đâu, quý vị thấy. Hôm trước tôi đã trình bày với quý vị cái manh tâm của Cộng sản. Nó liên kết với người ta. Để rồi nó lại đứng đằng sau lưng, nó thọc gậy người ta. Như Mao Trạch Đông trong cái lần mà liên kết với Tưởng Giới Thạch để đánh đuổi Nhật Bản trong cái đệ nhị thế chiến. Liên kết cái bề mặt như vậy. Nhưng mà Mao Trạch Đông lại làm tay sai cho Nhật Bản, chỉ những cái căn cứ của Tưởng Giới Thạch để cho Nhật Bản tiêu hủy. Cuối cùng, khi Nhật Bản bại trận, thì Mao Trạch Đông quân lực còn đầy đủ, khí giới còn đầy đủ, những cái phương tiện chiến tranh quá ư là đầy đủ, cho nên tấn công đánh đuổi cho quân Tưởng. Cuối cùng Tưởng Giới Thạch phải bỏ chạy sang đảo Đài Loan. Cái dã tâm của tụi Cộng sản nó là như vậy. Ngày nay nhìn lại trên cái chiến trường Ukraine, quý vị cũng đã thấy Putin kêu gọi là đàm phán, nhưng mà tiếng súng vẫn nổ, hỏa tiễn vẫn tung khắp trời Ukraine. Nó có ngừng bắn đâu để mà đàm phán. Nếu thực tâm là phải ngừng bắn lại, rồi lúc bây giờ mới đàm phán. Đàm phán không thành là hãng đánh. Đây là cái trò chơi của Cộng sản từ trước tới nay. Như quý vị đã thấy, trong cái cuộc chiến Điện Biên Phủ, trước khi chia đôi đất nước đã có cuộc đàm phán, nhưng tàu Cộng vẫn tiếp tay với Cộng sản để đánh cho được cái trận Điện Biên Phủ, để lấy đó làm cái tiếng vọng. Đó là chủ trương vừa đánh vừa đàm của Cộng sản, thưa quý vị. Cho nên trong cái cuộc đàm phán ngày nay giữa Nga với Ukraine, tôi nghĩ rằng mặc dù Nga nó nói nó sẽ rút quân, nhưng đây chỉ là một cái kế của Putin mà thôi. Tức là nó có thể rút một bước để nó lùi một bước để nó tiến lên hai bước, thưa quý vị. Cho nên dân Ukraine phải cẩn thận, phải đề phòng. Nó nói rút thì chúng ta cần phải đề phòng, tăng cường đề phòng hơn nữa, để khi mà xảy ra cái chuyện chúng ta kịp phản ứng lại ngay. Cho nên, kính thưa quý vị, trở lại cái vấn đề dân tộc tự quyết, đây là cái điều tiên quyết. Nếu chúng ta không sớm đi vào cái con đường này, thì đất nước của chúng ta sẽ rơi vào bàn tay của tàu Cộng một cách rất mau, trong một ngày rất gần đây thôi. Vì như ông Trần Sơn đã nói, tất cả những cái đảo ở ngoài biển nó đã sát với lại cái đất liền của chúng ta. Tàu Cộng nó đã có hết tất cả những cái căn cứ quân sự đó rồi. Vài phát pháo là xong. Quý vị thấy không? Cho nên khẩn trương đi vào cái dân tộc tự quyết để đòi quyền sống của người dân. Và thực hiện được cái đòi quyền sống của người dân là chúng ta phải đi vào, sớm
đi vào vấn đề bầu cử tự do. Đó là lúc chúng ta khi thực hiện được cái bầu cử tự do, chúng ta chọn được, tìm được những cái nhân vật xứng đáng để ra lãnh đạo cho quốc gia và dân tộc của chúng ta, thì chúng ta thoát được cái nanh vuốt của cộng sản và cuộc đời chúng ta mới mở lại một cái ánh sáng, gia đình chúng ta mới sống trở lại, con cái chúng ta mới có tương lai. Thưa quý vị, từ trước tới nay 70-80 năm trời, cả gần thế kỷ, Việt Nam mỗi lần bầu cử, người dân có được tự do được bầu cử đâu, người dân có được tự do ra ứng cử đâu. Mà tôi nghe nói ông nào hồi nãy có nói đến cái vụ mà ông này mới bị nổ lốp xe bị chết đó. Tại sao quý vị không cho chúng biết những cái chuyện tin tức này? Bởi vì tụi trong cộng sản nó hay tìm cách, những ai có cái thái độ một chút nó phải tìm cách nó giết cho kỳ được. Cho nên cái câu nói mà ông Liêm nhắc lại, giặc đến bà, giặc đến nhà đàn bà phải đánh, đây là nguồn gốc của Việt Nam chúng ta. Còn thưa ông Liêm, cái câu quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách, chữ thất phu này đó có nghĩa là kẻ bần cùng nhất của xã hội là chữ thất phu. Có nghĩa là khi quốc gia hữu sự, kẻ bần cùng nhất của xã hội cũng có trách nhiệm, huống gì là những kẻ áo rộng mũ cao, chứ không phải nói chung là toàn dân đâu. Thưa ông Hoài Thành Liêm, đó, xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thời giờ rất tiếc là rất hết, là hết mất rồi. Để gặp lại quý vị vào ngày thứ bảy thôi. Rồi chúc quý vị cố gắng để bảo vệ lấy cái sức khỏe của mình trong cái dịp Covid nó đồng hoành hành, và tỉnh táo dưới những cái lối tuyên truyền dọa dẫm của Tập đoàn Cộng sản ngày nay. Xin phép được trả mấy trịch. Dạ vâng. Cảm ơn Chủ sư Thành Hoa rất nhiều. Vâng, hồi nãy thì con không biết là thất phu hữu trách cái câu đầu như thế nào con quên, thì giáo sư lại nhớ câu đó để mà giải nghĩa thêm. Thật còn cúi đầu là đà tạ giáo sư rất là nhiều, có như vậy thì mới rõ trọn nghĩa hơn. Sau phần trình bày của giáo sư đó thì con xin nhắc lại là hồi nãy con có nói giáo sư trước khi bài diễn đạt bắt đầu đó, là con có được một cái tin là ông phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, con không dám gọi, con không muốn gọi cái tên Hồ Chí Minh nha, con nói là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, tôi còn kỵ cái tên đó. Mà ông đó tên là Lê Hòa Bình đó giáo sư, ông mà lái xe trên cao tốc cái đường đi Mỹ Tho vậy đó, thì cái tin là cái lốp xe ông bị nổ, ông đã bị thương và đưa tới bệnh viện, ông đã chết. Thì hôm qua con có thấy ông chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc á đến tăng gia để mà dự cái lễ tang con. Thì thưa giáo sư, đây có lẽ là một sự thanh toán trong cái cộng sản. Đó là cái tin mà con thấy chính xác. Và cái chuyện này hồi nãy con có nói trước khi bắt đầu chương trình. Còn vấn đề giáo sư nói là ông Putin đó, thì chắc không, con không biết là không cần phải tiên tri mà đón như ông mà giáo sư nói đó. Con cái nhìn thường con cũng ông này cũng tiêu à. Là bởi vì cả thế giới đã lên án, người dân cũng ghét, mà người trong lãnh đạo cũng không ưa, thì làm sao mà ông có lối thoát nào? Chỉ có cái tự tử hay là bị ám sát thành đảo chánh thôi. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi đến đây mạn phép tạm ngưng. Như giáo sư đã nói, chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy. Bởi vì ngày mai là cái chương trình đặc biệt của cái chương trình một số anh em trong diễn đàn để vận động cái hội dân tộc tự quyết, cũng đúng 1 giờ trưa giờ Cali. Vâng, một lần nữa hiện tại Phó Thanh Liêm bên Úc Châu xin trân trọng kính chào và thay mặt cho giáo sư Thanh Hóa, anh Trần Văn Sơn, anh Đoàn Phương, anh Tế Phong, Nguyễn Hữu Phi, Phạm Nhân Cường, Cao Minh Thông và Nguyễn Văn Quý có mặt trên diễn đàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy.
Dù San Diego, San Jose, Los Angeles, quê hương anh vẫn mãi là Việt Nam. Chương trình hội luận toàn dân ý kiến xin tạm dừng nơi đây. Kính cảm tạ quý khán thính giả đã theo dõi và tham dự. Kính chào, tạm biệt và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình ngày mai.